Chào mừng các bạn đã đến với kênh Smart của mình. Hôm nay chúng mình cùng vẽ về chủ đề chiếc ô tô mơ ước của em nhé. Mình sẽ vẽ về chiếc ô tô đẩy lùi dịch Covid. Chúng mình cùng vẽ nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ vẽ phác thảo. Đầu tiên chúng ta sẽ chia bức tranh ra làm các mảng miếng mà chúng ta cần vẽ nhé. Mình sẽ vẽ chiếc ô tô ở giữa.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hãy cho mình xin một nút like, share nếu thấy hay và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đặc biệt, hãy nhấn vào biểu tượng quả chuông để mỗi khi mình ra video mới, các bạn là người đầu tiên nhận được. Tạm biệt các bạn.